Này, kỹ sư Cà Mau phải không? Quắc nhọn quá à. Ơi trời, cái lúc 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 ngón tay luôn á. Không quen từ từ á. Ở dưới ồn quá nha. Đi ra. Đi ra giờ. Tốt còn mấy giờ là rẹt. Đạn vô trước. Wow, hai cái khác nhau luôn kìa. Hai cái khác nhau. Sao có thầy làm cái nhau? Cái nó pin mà xin bởi vì sao làm một chút. Chùi. Đây đúng vị trí chưa? Đúng rồi đó. Dạ đúng rồi, cái này là đúng rồi. Này cây nào chút đó rồi đúng không? Dạ. Có xưa nó đã nông nghiệp trâu cái lại một viên đó ở bùi ná cứ mười lên men nè anh ấy anh bị chết bỏ thì men à. Cái này là số 2 số 3, cái này là dài nè, cái này là số 2 số 3. Khoảng cách nó ngắn nhau kìa. Khoảng cách nó ngắn. Nghe tận rồi. Đi cứ cầm qua bệnh nghe dạy cái đó. Ok. Cái này là cắt tháo. Cắt tháo cái đằng của mình. Cũng có trường hợp cái viên đạn nó bị dính. Nó bị thôi vì thi thì ca có đồ bỏ nhớ nhưng đi nhưng đã là sơ với màu đây là cách thay đổi đây cái đặt là broccoli bỏ nhớ để đầu tiên là để cái lò xo vô trước tốt là ốp co bị xem bỏ nhớ đấy đẩy cái dụng cụ đó vô hàng toàn tiếp mua rồi mà mùi máu đã chấn bia broccoli bỏ nhớ bên phần trên là nó dẹp phải không, khi mà mình quay lại thì nó đầy nó nhắn cái viên đạn. Hãy sốt cho nó. Hay à trong này cứ đầy bộ dân muối cứ dân sọc một bài mình đó. Ok, này là một tay dính rồi một tay nhắn. Đã đây hàng ấy cứ dân rung về, rung broccoli về lực chỗ đây. Đã, à, tay này là nhắn nè, nhắn vô. Còn tay đây là dính cho nó chắc. Chỗ bán đó. Vô rồi. Vâng, cái dân ổn. Ừ.
cứ vị thị ca phá thử thử ê bên à ê à bên Thái kêu càng cua luôn hả? Nó kêu càng cua luôn hả? Không, tại giờ thêm một người tí. Ờ, nó kêu càng lừa hay không? Càng sói phải không? Đây là càng sói. Ờ, thấy cái càng cua giống Việt Nam hả? Đây là cá sùa, à nó cái hai cái kia đám nhưng có bọt từ tám mình tới cả phần cung đường biển mũi tiện. Thì giống cái càng cua đó, nên kêu càng cua. Thôi vì sao Thái là cam pu rồi? Tiếng Thái cũng kêu là càng cua. À ý là tiếng Thái càng cua luôn phải không? Nghĩa nghe đúng không? Nghĩa của nó nhưng mà cái phát âm khác. Giờ nó cũng là kêu càng cua.